Xin chào bà con, Minh Nguyễn Miệt Vườn chào bà con. Hôm nay để trở lại kênh Minh Nguyễn Miệt Vườn, hôm nay mình xin chia sẻ một cái kỹ thuật là rọc yếm. Tuy nó đơn giản nhưng mà nó cũng có đòi hỏi một cái gì trong đó để cho nó đúng kỹ thuật nha bà con. Trước khi đi vào vấn đề chính, mình review sơ khởi cho bà con giải trí trước đi. Giải trí cái thành quả của những đam mê, cái sự đam mê của ai trồng dừa thì cho bà con rửa mắt trước, tham khảo trước cái thành quả của mình, và cũng không riêng nhà mình, và cái ước mơ của những nhiều bà con trồng dừa để đạt những cái cây dừa mà có trái như mình mong muốn. Bây giờ mình chia sẻ trước, mình review trước nha bà con ha. Đó, hồi nãy mình đi cái video trước là mình nói về cái mô nang rọc, bây giờ mình đi vào thẳng về cái vấn đề là rọc yếm để tìm ra nguyên nhân khắc phục cái hiện tượng rụng trái non và teo đọt. Đây, bây giờ mình xin đi review vòng vòng những cái cây dừa gần đây trước nha bà con. Hồi nãy mình đi hết trong ruột rồi, giờ mình đi vòng bìa đi. Giờ bắt đầu tới mình vòng bìa, mình làm khoai xây xây, làm tới đâu mình chia sẻ tới đó. Đây, bà con thấy không? Đó, cái buồng sai trái. Dừa mà sai trái là đâu phải tự nhiên có. Giờ bà con trồng giao cho trời, giao cho đất, không phù hợp đúng thuốc, đúng phân là cái dừa bà con cũng không có hiệu quả nha bà con. Đây, đó, mùa nắng mà bà con thấy dừa nó đâu có gì, bà con biết cái nào rồi. Nè, không phải mình quay một cây đâu, đất mình quay nhiều cây cho bà con thấy luôn. Cái video trước là mình đã chia sẻ kỹ cho bà con cái cách mà để cho nó ra nhiều trái, ra bông đậu trái tối đa. Nè, bà thấy không? Đó, đó, bà con thấy vậy là bà con thấy ok chưa? Cái một cái dừa trái này là bà con lụm lụm tiền nè. Đây, cái trạng này là bà con là chuẩn bị là lụm tiền mùa nắng đó nha bà con. Rồi còn cái trái nó bự, bà con khỏi tưởng tượng luôn. Rồi, nhất nước thì nhị phân, tam cần mới tứ giống. Nè, cái nhờ cái thuốc này nha bà con, cái thằng nano á kết hợp với thêm thằng boron á là bà con thấy một cái trái nó dày, nó nở ra dày nè. Nếu bậc này đã đít bầu nha, còn bà con mà trồng đít chu nữa nó nở trái ra đẹp nữa chứ không phải vậy đâu. Nè, bà con thấy không? Hồi hỏi trái đít chu là mình cần 2,1 kg trong mấy cái video trước á, bà con tìm hiểu những cái video mình đã đăng rồi đó bà con. Trong cái kênh mình đã đăng hết rồi đó. Nè, bà con thấy cái trái không? Cực kỳ đẹp chưa? Bây giờ mình đi review, không phải mình khoe, để mà trước mắt cho bà con nhiều khi tham khảo, tham quan nhiều khi cái vườn dừa mà con không tới chỗ được. Nhưng mà nói chung mình cũng sự đam mê lắm, mà đó mình chưa trồng dừa, mình rất là ham mê dừa nhưng mình chưa có trồng được. Cái mình rất là đam mê cái ai trồng dừa, ai mà có cái mô hình mà trái dừa đẹp tròn. Tại mình có người trồng phải có đam mê nha bà con, trồng cái gì phải có sự đam mê mới trồng mới thành công được nha bà con. Chứ bà con trồng mà bỏ không có đam mê, không có chăm sóc cho nó, nó bên này của nó cũng kể nghe tưởng tượng như vợ mình, chăm sóc cho nó, chuốc che nó, riết nó cũng thành quả nó tốt lắm, nó cũng thương mình, thấy không? Mình chăm sóc cho nó nhiệt tình, sau này nó cũng thương mình. Đó, như cái dừa nè, giờ mình vô phân, giờ rất rọc yếm. Rọc yếm để làm gì? Bây giờ cái mùa nắng này bà con, mùa nắng này là mùa mưa, là mùa con đuông hay tấn công vào đọt. Bây giờ mùa mưa, lý do gì sao? Tại mùa mưa là mình xịt thuốc nó mau tuột nó trơn, là thành ra nó, cái thời gian nó ngắn hàng ngày quá, luôn tấn công vào được cái đọt dừa của mình. Đó, còn mùa nắng á, mùa nắng là cái mùa này, mùa đặc biệt của con rệp sáp này. Nó trốn vào những cái nách nách lá dừa, nách bẹ dừa, nhất là thành phần trên đọt đó nha bà con. Trên cái đọt dừa, nhất thứ hai nữa là cái cuốn mùa nang. Lát mình sẽ chia cho bà con, mình rọc cho bà con thấy một cái. Thế mình đã đi thuốc hết ráo nè, mấy cái dừa nè. Ít lắm có bị nè bà con, tại mình đi thuốc nhiều, mình đi thuốc cái thuốc mà pha tục xích của mình không chia sẻ cho bà con. Độc lắm, nó dạng sông hơi nha bà con. Thuốc là thuốc sông hơi. Thuốc nó rẻ rề chứ không mắc, thuốc mấy chục ngàn chai. Nó mà nó có tác dụng mà nó sông hơi nè, bà con thấy nè. Rồi còn nói về cái đậu quả, đậu bông nè, bà con thấy không? Cái dạng bông nè, bà con thấy chưa? Mình quay trực tiếp. Đó, bà con nên xài thằng nano mình đó, mình hôm nay mình có bán chia sẻ cho bà con. Thì bà con xài, không phải xài một lần mà nó đạt đấy bà con. Như bà con phải xài ít nhất 2-3 lần nữa, nó thấm. Y như mấy phụ nữ, chị em phụ nữ của mình á, xài kem dưỡng da mà là chưa mới có xài cái thằng này, chưa mới có đạt hiệu quả gần tới rồi,
nghe đi qua hàm xóm, chị hàng xóm trời ơi xài cái loại rẻ tiền đâu có hiệu quả đâu, đổi qua kem khác. Mình nói chung mình cái chi phí, cái da cũng như cái trái dừa mình xài cái nào cho nó phù hợp, từ từ nó mới thấm. Bà con mà xài một cái thứ mắc tiền, thành ra nó quen cái mắc tiền rồi, tốn chi phí, đâu phải mắc tiền mà nó hiệu quả nha bà con. Nè, bà con thấy nè, đơn giản rẻ tiền, 90 ngàn một chai. Đó, bà con xịt. Rồi cái mùa nắng mà bà con không xịt, cũng như cái bùn này làm sao bà con đậu nè, đây nè. Mình đây là cái bùn mẹ nó nè. Dắp vòng bùn mẹ nè, bùn chị mọi người nè, bùn chị em thấy bà con thấy không? Nè, đó, đậu trên đậu nữa nè, trên đâu nè, bà con thấy không nè? Đó. Trời đất ơi nè. Để đạt những cái dừa mà nó trái như vậy nè bà con, phải qua rất là nhiều cái công đoạn để xử lý cái phần thuốc nhất nước gì phần tâm cần từ giống. Thì nước là quan trọng nhất cái mùa nắng nè. Cái mùa nắng cái dừa nó tốt hơn cái mùa mưa nữa nha bà con. Nhưng với điều kiện là bà con phải xịt, phải tưới nước đầy đủ, giữ độ ẩm tối đa. Đó. Còn cái mùa mưa là khi nó ngập úng hư cái bộ rễ luôn. Còn mùa nắng đầu nó thoáng khí nè. Đất nứt ra đầu cái hơi không khí ở dưới nó bốc lên, nó sẽ tạo ra một cái khe hở cho phân thuốc mình rút xuống dưới là nó sấp đất lại. Chứ còn bà con đừng có nghĩ vào mùa nắng mà cái dừa mình nó không phát triển đâu. Đây nè, bà con trong cái dừa xem cái đọt nó dày nè, nó mập, nó ra trái nhiều nhưng mà nó mập đọt từ gốc nhất đế là gì thân, cái gốc bự, cái đế dưới nó bự, cái thân nó tròn, ở trên trái nó mới nhiều. Đó, mình quay hai ba cây nè, đầu cây tiếp tục cây thứ ba cho bà con thấy nè. Nè, mình sẽ quay hết bà con thấy. Đó, nãy mình quay trong ruột, bây giờ mình ra bị bìa mà các bạn thấy cái buồn không? Đó, cực kỳ siêu trái cho bà con thấy không? Nè, cái dàn lá nè. Đó, nè bà con thấy nó đèn quay ngược lại nè. Nói chung cái gì cũng vậy, mình phải cần cù chăm sóc nó bà con ơi mới có đạt hiệu quả cao. Đó, lát mình chia sẻ cho bà con hai cái loại thuốc mà để giết cái con diệp sáp tận gốc, không còn một cái bóng dáng con diệp sáp luôn. Và cái con đuông nó kỵ thuốc này lắm. Lý do như kỵ cái thằng thuốc này nó có tác dụng là xông hơi nha bà con, nó xông hơi. Cho nên á, nhiều khi bà con cái dừa một năm tuổi, năm rưỡi thì nó còn nằm dưới tầm kiểm soát các bà con. Còn như cái dừa chẳng như cái dừa dày, nó đục ở trên cái bẹ, cái đọt trên đó bà con sao làm sao bà con thấy được, không thể nào thấy được. Đó, cho nên là cái mình xịt thuốc sâu mà không có đúng cách, là những cái thuốc sâu mà nó không có cái tác dụng là xông hơi, nó chỉ phủ ngoài là nó diệt nhanh, nó y dạng như cỏ cháy mà với cỏ lưu dẫn hồi xưa ạ. Nó không có xông hơi được, cho nên đục vô cái hũ đóng nó chết. Còn cái thuốc này là mình xịt vô là nó xông hơi, nó ngọt trong tự nhiên nó chết, nó trồi ra chết luôn. Hai nữa là thậm chí là nó bung, nó ăn vô cái hũ rồi mình thấy mốt nó đội lên, nó nằm trên cái đọt lá rồi nó chết, nó nằm phơi thay trên. Nam mô A Di Đà Phật, nó nhìn kinh khủng lắm, nhiều điều cái tại nó phá mình mới phá lại. Mình phải giết diệt nó, chứ không diệt nó là thôi chết, mình cũng tiêu luôn. Cái dừa trồng mấy năm trời mà nó ăn cái còn gì bằng các bạn, bà con. Thôi giờ mình đi vào vấn đề chính, mình chia sẻ cho bà con cái cách rọc yếm để phát hiện ra cái con diệp sáp nó nằm ở chỗ nào. Đó, rồi giờ mình thực tế nha bà con. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính là cái nội dung video hôm nay là video rọc yếm dừa. Tại sao phải rọc yếm dừa cho sạch sẽ nè, bà con thấy bây giờ phải dọn dẹp nè, yếm dừa bà con phải nên dọn sạch sẽ hết nè. Đó. Để chi những cái sâu bệnh, cái nấm mốc á, bà con không dọn vào mùa mưa mấy cái bông của thằng này nè bà con, cái bông của cái mô nang, cái bông dừa nó rớt xuống đậu đút lên mấy bẹ làm lớp ẩm mốc á, nó sẽ gây ra cái chứng là bị nấm trắng. Thứ nhất, nấm mốc trắng là rất là dễ trị, không khó gì, nhưng mà bà con sơ ý không trị nó sụi bẹ luôn, nó rớt bẹ xuống luôn. Ba cái này bà con dục xuống, một là làm hữu cơ, hai nữa là cho mấy bà cụ làm củi chụm dù địch nè. Bà con rọc yếm bà con lấy một cái con dao nhọn quắt vậy nè, dao không cần cái liềm nè, cái con dao này nè bà con, đó bà con thấy không, mình sử dụng nó không. Rồi đầu mình lên nè, bây giờ mình lên rọc yếm rọc bông nang luôn nha bà con. Bây giờ bắt đầu mình tìm lên nè. À, bà con xem nhiều khi mình quay cũng không có đủ chi tiết, mình tại có một cái camera nha bà con, cái gì mình chia sẻ thực tế cho bà con. Rọc yếm sạch sẽ hết nè,
Để chi nha bà con? Để cho cây nó thông thoáng nè. Như giờ bây giờ cắt, bà con cắt mô nang hết luôn. Đây bà con cắt hết cho mình mấy mô nang luôn nha. Nè, cái cây này có bị đẹp sáp rồi nè. Nhìn cái trái á, bà con thấy cái trái mà nó đen đen á. Trái mà đen đen nè, cái trái lớn này đen đen đậu một lớp một sáp ngoài nè. Đó, về là đẹp sáp, bà con không lo trị nó là cái trái bà con nó hút cái nhựa ngoài nó mất đi cái lớp bảo vệ ngoài nó rớt luôn. Nè bà con đọc sạch sẽ hết, kéo lên. Đó. Bây giờ nhọn dễ làm lắm. Kệ mình lớn tuổi nè bà con, hàng 50 năm mấy rồi. Ai cũng phải có cũng giờ phải có cái một cái vườn dừa hay là cái vườn gì đó bà con. Để tìm cái niềm vui cho tuổi già bà con. Những ai mà có kinh tế khá thì trồng để giải trí, uống nước, bán lẻ, bậy chơi, công hay công. Ai mà trồng kinh tế nhiều thì đầu tư vô nó thì nó cho mình trái thôi. Thì giá dừa bây giờ cũng 4-5 ngàn trái cũng đủ ngon rồi. Ngon gấp mấy lần lúa nha bà con. Nè, đó bà con thấy không? Mình đọc im sạch sẽ dục xuống. Nè, mô nang nè. Nè, cái video trước á, mấy cái video trước mình đã chia sẻ cho bà con, mình cắt mô nang hết đặng cho nó quang hợp ánh sáng. Này hôm Tết giờ nè, không có thời gian mà làm nè, đi nhiều ngao trời đất, đi quay YouTube rồi ăn nhậu, lo ăn nhậu. Giờ cái mô nang vậy nè, yếm dừa vậy nè, chứ thường thường á không bao giờ mình để như vậy đâu nha bà con. Sạch hết. Có nhầm người, nhầm mà cô chú nói đọc để chi đặng yếm cho nó sụi bẹ hay gì vậy. Trời đất ơi, cái bẹ sụi là do cái cây mình thiếu cái chất dinh dưỡng, chứ không phải sụi bẹ là do mình rọc yếm đâu nha bà con. Rọc yếm cho nó thông thoáng, nó không có sâu bệnh nè. Thế nè, con thấy nè, nếu mà tại một cái cây bà đa, cái con dập sáp á bà con, nó thường thường nó hay tấn công, nó đeo như mấy cái đuôi này nè, đeo trắng giả luôn này nè. Cái chỗ bà con bây giờ là hiện giờ nó đang cao điểm của con dập sáp nha bà con. Chứ nó tấn công cái đọt này nè, đọt non này nè, cái đọt này nè. Nhiều khi bà con sơ ý á, nó tấn công lên đây nè. Rồi cái nó đeo vô cái lưỡi mèo nhỏ. Một cái bông nó trổ ra, nó đeo trắng giả trong nút nhựa hết rồi là cái rụng trái luôn. Một phần do nguyên nhân đó. Rồi cái nguyên nhân rụng bông nó do rất là nhiều yếu tố. Cái thực tế nấm bệnh là nấm bệnh bông ít lắm. Nhiều người có cái quan điểm là nó ra nó móc móc nó nhớt nhớt là nấm bệnh, thực tế không phải. Do bà con đi phân đi thuốc thiếu dinh dưỡng nó sẽ rớt trái thôi. À, đẹp sáp nó hay tấn công ra đây nha bà con. Lo mà trị đi nha, không trị là tai hại đó, nó ăn cái đọt này nè. Hồi đó mình cũng bị hai ba cây sao cái gì mình đi vòng vòng xa bà con. Mình nhìn thấy cái kỳ cái đọt này nó không nở ra ta. Cái mới trèo lên, nó chưa làm cái ghế nha bà con. Trèo lên mẹ ngồi mẹ. Nè. Đây nè, giờ nó có nè bà con, ăn đây nè, ăn rõ ràng, ăn trắng trắng nè. Đẹp sáp nè, trắng trắng nè. Nó màu vàng vàng nhất nó đó. Cái nó ăn teo luôn cái đọt luôn. Hỏi bà con nó đâm cái đọt ra, nó đu lên cái đọt ăn. Tại số lượng nhiều quá, số lượng nó đu nhiều. Cho nên nó ăn ráo luôn. Cho chính vậy mình mới tìm ra, nghiên cứu tại sao phải rọc yếm sạch sẽ. Thứ nhất là thông thoáng cho cái dừa, nhìn cái dừa thấy mắt băm, thấy đẹp mà bà con. Trái giáp vòng, cái này y như trong tranh vậy nè. Đạt được cái hiệu quả như vậy bà con phải trải qua rất là nhiều cái gian nan. Nói chung không có gian nan mấy, cái kiểu mình xịt thuốc, phân thuốc cho đầy đủ, nhất nước gì phân, tâm cần tỉ giống, cứ nói hoài, cứ câu nhảm nhảm hoài, rất nghe cũng chán bà con. Nhưng mà bà con phải thuộc. Nhưng mà con trồng dừa phải thuộc hết cho mình nha. Thuộc mấy cái đó, nước là thứ nhất nước. Bà con tưới phân cái gì, bà con tuyệt đối một ngày nghỉ ngày để bà rải phân. Một ngày đầu bà con tưới ha, rải xong bà con tưới được nhiều thứ rồi bỏ một ngày, ngày sau tưới tiếp tục, bỏ một ngày nữa, một đợt nữa, tưới 3 ngày liên tục cho mình. Rồi bắt đầu bà con tưới định kỳ, tuần lễ bà tưới làm cũng được, nhưng mà tưới là cho ướt nha. Tại nhiều khi nhầm bà con cũng sơ ý, rải rồi cái tưới lần ướt hết rồi, lúc đó nó mới có tàn, mới có mềm hoặc phân nè. Đó, cái đợt thứ hai là nó mới tan thấm xuống đất á. Một cái đợt thứ ba mà con dập nó một cái nữa, nó rút vô nó hòa tan không? Cực kỳ hiệu quả. Vô phân không cần vô nhiều. Nên nhớ cái câu này bà con, đừng có vô một lần 1 ký, 2 ký rồi bỏ 3, 4 tháng mới vô một lần. Hoàn toàn sai sự thật. Vô kiểu truyền thống xưa là thua nha bà con. Đó, bà con hôm nay mình đọc ý mình chia sẻ cho bà con vậy lý do. Những cái bẹ này, cái con dập sáp nó tấn công vào chỗ này nha bà con, đây nè. Mình quay không rõ chứ tấn công vào cái cuốn này nè. Đâu mà nó động nó đeo ra trái nó đen 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 nó đen vô nó đeo vô này nè bà con. Bà con nói là bị bệnh nấm, thực tế không phải, là do ông nội điệp sáp tối nó đi ra nó ăn. Ban ngày nó trú ẩn vô đây nè.
Còn ở ngoài nó nắng quá, trời nắng quá nó không chịu, bây giờ lá nó đâu có ở ngoài ngoài này đâu, kẹp sáp giờ nó ít ở ngoài lá nó đeo vô bẹ không nè. Cái đó là thực tế, kinh nghiệm thực tế nha con. Rồi bà con đã bị cái sự cố mà đẹp sáp như vậy là độc yếm hết cho mình nha. Bà con đừng cứ từ từ, nó là đẹp sáp nó cũng tấn công nhưng mà trị cũng dễ lắm. Thôi kệ, chiều chiều mất mát, hay là bà con nông dân lớn lớn tuổi nè, buồn buồn mất mát cây ra mà ngày làm dân chục cây gì đó, bà con độc sạch sẽ hết trước, độc sạch sẽ hết bà con mới dùng thuốc này nha, nó mới hay. Độc hết rồi con pha thuốc vô, thằng này nó xông hơi vô một cái nữa, hỏi bà con là chịu nổi, ngập chết mẹ trong đó rồi sao mà chịu nổi bà con. Đó xin lỗi mình, tại nói thật thật mà mình nói hơi thô tục chút, xin lỗi bà con. Ra nó ngập với mẹ sao chịu nổi, cái con đuôn mà nó đút vô cái cầu hũ mà nó trồi đầu ra nó chết với ông nội này nè, kỳ cục mà pha tôi xít nè bà con. Bây giờ thêm một cái loại này nữa, nếu mà bà con kỹ cái nữa, kỹ tuyệt đối luôn á, là có thằng siêu gôn cái bịch đỏ đỏ hả, mình chia sẻ mình video trước á, siêu gôn nó còn siêu đẳng nữa. Này thằng xịt này xịt kèm chung với ra bông đậu trái. Còn siêu gôn á, bà con nhiều khi là mương bà con có được cá hay gì đó hay chết á, bà con xịt cái này sợ nó phà xuống, này nó kỵ cá là kỵ chết liền nha bà con. Cua là ốc là tiêu mẹ nó mấy cái này luôn nè. Cua cái thuốc cái cua trị kỵ nhất cái chai này nè. Hơi này là nó cua nó chết tiêu liền. Đó. Bà con muốn đạt hiệu quả cao nữa, bà con mua cái thằng mà bịch siêu gôn á, siêu gôn hôm mình có chia sẻ mấy video trước nó trị đặc trị luôn con điệp sáp, con đuôn con bù hung. Nó hai công dụng, nó treo luôn đó, như mình nãy có treo mấy chai bà con thấy không? Đây nè. Đó mà mình nó treo nè. Đây là mình lấy cho con thấy là mình đã treo cái chai thuốc nè. Vừa treo vừa xịt luôn cho nó mới hiệu quả cao. Chứ bà con trồng vừa mà bỏ phế nó là không được. Tấn công tiêu hết bà con đây nè. Đó, mình treo nè, cái chai thuốc nè. Đó, treo, nãy quên nè. Treo lên đây nè bà con. Cái siêu gôn đó. Treo này mà đục bà con đục mấy cái lỗ đây, lủng lỗ đây nè. Biết chi, khi gió lắc á là tự nó sàng lọc ra, nó rớt xuống mấy cái yếm này nè. Con bù hung mà đuông này hay với điệp sáp tấn công khu này, bắt đầu nó rút này nó xông hơi lên. Vừa xịt mà vừa treo như vậy, hỏi mà cái dừa bà con làm sao mà có mấy cái con mà con trùng như là bọ cánh cứng là đuông bù hung là ăn nổi bò ha. Mình chia sẻ cho bà con nghe kỹ như vậy đó. Chết đâu có mang theo được, có nhiều nói mẹ hết rồi. Để sau này là nó còn lưu truyền muôn thở. Để làm gì giấu giấu. Nhiều người hồi đó mình mới trồng dừa, hỏi không nói. Hồi đó chia sẻ bà con, mình trồng cái cà pháo. Cà pháo mình đặc nhất đây luôn, mà mới đầu trồng thấy ghét lắm. Nó quẹo, nó nằm, thấy hứa gan lắm. Sau này mình tìm tòi những loại thuốc, mình học hỏi những cái anh mà đi trước mình tìm tòi. Thấy mình ở đây, mình đi ra, mình ở Gò Công Tây, mình lên Tuốt Mỹ Tho chợ gạo, mình kiếm chỗ nào của ai trồng cà pháo, mình xin vô mình hỏi cái thật ta. Cái từ đó mình đút lót ra mình trồng cái cà pháo, trái chẳng vậy nè, bóng lưỡng luôn. Từ đó tới sao người ta học ngược lại mình, ủa sao ông hay vậy ta, mình lái nó tới sao ông hay, không có sâu, cái gì phải bí quyết, cái tìm tòi. Nhiều khi bà con mình đã có vô tình xem được cái kênh của mình, không phải nói mình hay, nhưng mình thật sự mình muốn chia sẻ hết ráo, tại mình thực dụng trên giường mình mà. Cái tâm nguyện của mình là muốn chia sẻ hết cho bà con những cái gì mình đã biết, nó là Mô A Di Đà Phật, để tạo cái công đức cho mình sau này. Nó kể cả những cái thuốc nè mình bán nè bà con, mình bán cái thuốc này nói chung một chai mình vợ chồng mình lời có thể là 20.000 30.000 đó, nhưng mà cái chi phí bà con không biết không, một cái chai thuốc này nè mình phải đi lấy thuốc rồi mình đi về, mình đi vô bưu điện, bỏ công vô bưu điện mình giao, mình đóng thùng, cái thùng giấy không chịu phải mua cái thùng xốp nó đóng thùng, là một cái vậy mà nó ghi 3-4 cái biên lai like vậy, nhức đầu khi muốn tuột canxi muốn ói luôn á. Nhưng mà cái gì mình thương bà con, mình muốn chia sẻ rộng rãi cho bà con những cái thuốc nào mà hiệu quả. Đó, có những bà con thương mình thì giúp mình không sao, nhưng có những cái anh chị cũng hơi phản cảm mình, nó bán thuốc mắc quá. Đợt rồi không có anh nhậu xỉn vô không biết điện mình cũng tình thật, mình alo đồng hoàng, đủ má đủ mẹ mày, chửi mày ở đây tao bán cái chai thuốc này có 60.000 mày bán 90.000 đó, mà nói chưa thật thì cái nó dao động cái chỗ đó là 60, nhưng mà cái chỗ khác là 70, tùy theo cái công đại lý nha bà con. Chửi mình cũng chấp nhận, mình chịu, mình đã vô cuộc chơi rồi mà bà con, là lúc nào cũng có cái bà con có người thương người ghét đó, mình chia sẻ đúng không bà con, đó người kẻ thương người ghét đó chuyện bình thường vào cuộc chơi.
nhưng mà xin tôn trọng cộng đồng chút, mình cũng vì cái lợi ích là cho bà con, chứ mình bán hoặc thật sự bà con bán là một chai thuốc là 30.000, mình hỏi bà con có đi bán không. Trời ơi, bỏ cái công đi gần cỡ 2 tiếng đồng hồ là bà con vô đóng thùng đóng bọng nè, nó rồi vô điện nữa đó. Thành ra cái điện thoại cự chửi mình, nói những lời thô tục ghê lắm mà mình không nói ra được, tại trong cái cộng đồng mạng mình không nói ra những lời thô tục đó. Bà con cũng xem kênh mua thuốc mình thì không mua thì thôi, cũng tham khảo, mình nói giá hết mà, mình đâu có giấu giếm gì, mình nói đây là mình nói trên cộng đồng mạng xã hội luôn, mình không có giấu giếm. Nói chung thuốc thì nó hay, nó dao động, có chỗ á là 60-70 đó, thì hả mắc thì bán mắc, rẻ thì mình bán rẻ cho bà con, chứ mình đâu có làm thuốc đâu. Nhiều khi mà mình thông cảm, nhiều khi tới bà con tới mình mua mà buồn dừa đó, nhiều khi mình với tỷ mình tặng hoặc là bớt giảm giá được là trong cái khả năng của mình đó, bà con thấy không. Còn bây giờ thuốc á, thì nó giá định kỳ định hướng nó vậy rồi, mình đâu bớt được đó. Bà con thì bà con so sánh, bà con tìm hiểu mà mình bán chai thuốc vậy, con tìm hiểu đi đầy thú. Như Buron á, mình bán rất là giá hữu nghị hơn tất cả các cái công ty, cái kênh khác này, mình không, xin lỗi không dám nói công ty, kênh khác bán giá một trời một vực cho mình, nhưng mà mình bán giá với cái thật lòng, mình am mô gì là Phật trước. Thôi video mình nói tới đây thì nó hơi dài ha bà con. Thôi cũng chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong video sau. Mình sẽ chia sẻ nhiều những cái câu chuyện thú vị với những cái kỹ thuật mình áp dụng thật sự thực dụng lên, nó còn nhiều lắm, nhiều lắm nha bà con. Thôi xin chào bà con. Bà con xem có thấy hữu ích, bà con cho mình một like hoặc là một subscribe đăng ký để cùng đồng hành với cái kênh mình suốt cái quãng đời còn lại của đời mình ha, để cái kỷ niệm mà mình chia sẻ hết cho bà con. Bà con subscribe là bà con theo dõi kênh mình á, ha, mình đăng lên bà con biết liền. Đó. Còn cái like là bà con tạo cái động lực cho mình. Cái lượt xem á là tạo động lực cho mình subscribe. Đó. Rồi xin chào bà con.